chào mừng các bạn trở lại kênh Mobile Mobile Việt. Thì trong clip mình sẽ chờ anh chàng Letter cùng bộ trang phục thiếu niên hắc ám, một vị tướng pháp sư khống chế bá đạo, còn được mệnh danh là chùm khống chế của Dragon Ball Mobile, với hai chiêu thức làm choáng rất khó chịu đối với team bạn anh em ơi. Ok, và tiếp tục là lối chơi phong cách vị tướng Letter khác trong những video clip trước. Lần này là sự lên đồ theo phong cách là mắc hồi chiêu anh em ơi. Đấy, hồ báo nhở. Mình ít kinh nghiệm, ít vàng tướng mà có lính mà ấy bác trụ kìa. Trời ơi bạn ơi, tại sao lại có thể hồ báo như vậy được? Thực sự là cái phong cách này như kiểu là bị ma tông của game TV gặp nhập anh em ơi. Thực sự là rất hồ báo. Mặc dù mới level 2 tự nhiên muốn băng trụ giết mình. Có thể là mình còn cái tốc biến và thậm chí là băng trụ giết được thì cũng phải chết thôi. Không có gì lợi lộc đâu anh em ơi. Chúng ta không để đánh mạo hiểm như vậy nha. Ok, vị tướng Letter là vị tướng dạo lính rất nhanh với chiêu 2. Và chính vậy chúng ta mắc chiêu 2 trước và có thể đi gank nhiều hơn. Choáng rất là hay nhưng không có tác dụng với con voi của team bạn. Biến khống chế, team bạn cố tình pick voi để kháng hiệu ứng khống chế rất mạnh team mình từ Alice và Letter. Đó là chiêu 2. Là chiêu 1 làm choáng voi sấp mặt. Crest dám phải chiêu 1 cũng sấp mặt luôn. Thực sự là cái chiêu 1 vị tướng Letter này là khống chế rất là mạnh, bởi vì tướng địch dám phải bị làm choáng này. Nhiều khi không trúng mà tự nhiên dám phải là bị làm choáng rất khó chịu anh em ơi. Mà choáng rất lâu. Đấy, sau thân phép của Letter này cũng rất là nhiều. Phong cách lên đồ Letter mắc hồi chiêu thì như thế nào các bạn theo dõi bên dưới nhá. Cái phong cách này thì thực sự là các bạn sẽ được dùng chiêu liên tục, và đặc biệt là chiêu cuối liên tục, mà các bạn cứ thấy tức địch là tóm chiêu cuối thôi, chẳng phải hỏi han nhiều, tóm chiêu cuối luôn, đánh rất là sướng. Con này chỉ khống chế được đồng đội đập thôi anh em ơi. Thì việc solo kill thì lại không có khả năng sốc sát thương này. Đánh trường kỳ với Letter thì lại rất là sướng, khống chế rất là sướng, đặc biệt kết hợp với Alice thì lại càng tuyệt vời hơn. Cả Doom nữa, khống chế cũng 2,5 giây ở chiêu cuối thủ khốn. Thực sự là nếu mà kết hợp cả hai vị tướng Letter với Doom cùng tóm một mục tiêu thì chắc chắn là chết 100%, không thể chạy thoát được anh em ơi. Wow, về đây các bạn ơi, thì có ai có lộ mà khỏe lắm đó, ui đấy mà thì quái rất là khỏe, tưởng chết mà vẫn hổ báo, và con thì quái càng đánh lâu càng đam to nhá, nếu mà nó đang ở trạng thái hóa hình. À, nhảy rất là nhanh, mình đi thử đường thôi mà. Ok, trang bị các bạn theo dõi ở bên dưới nhá. Còn bảng ngọc thì sử dụng cho vị tướng Letter thì chúng ta sử dụng như sau. Ngọc đỏ sẽ là công phép xuyên giáp phép, ngọc tím các bạn sẽ ghép ngọc máu đa hồi máu tốc chạy, ngọc lục sẽ là máu tối đa và hồi chiêu. Và tại sao mình lại dùng nhiều máu tối đa cho vị tướng Letter là như vậy? Bởi vì con Letter này chúng ta đánh theo phong cách là một vị tướng pháp sư kiêm hỗ trợ, là khống chế cho team đập đó. Để tránh tình trạng là bốc hơi thì khi bị áp sát quá nhanh thì các bạn phải lên những món đồ có chút máu tối đa, có giáp để Letter không kiểu bốc hơi với những pha lượn bắn của Violet và những pha áp sát của Ali team bạn. Nhiều khi team bạn có những vị tướng cấu rỉa tốt thì có thể là làm Letter rất là khó thi đấu em ơi, nếu máu quá mỏng và không hề có giáp. Chính vậy là cái phong cách chơi Letter hơi cứng cáp một chút xíu, nhưng mà lại rất là khó chịu bởi vì hồi chiêu rất là nhanh và tung kỹ năng liên tục, và lượng sát thương của Letter thì nó cũng rất nhiều rồi, khả năng gây sát thương chuẩn với cái nội tạng. Vậy đây bạn ơi, rất may là Doom rất là trâu, không sống nổi rồi, thì có cả Thunen thì bạn. Vậy trận đấu này rất căng với những pha hóa chiêu cuối của chiến binh thì có ai thêm bạn. Có con voi nó hóa giải khống chế anh em ơi.
Và chưa chắc đã khắc chế được hết Alistair và Alice đâu, bởi vì khống chế quá nhiều. Ây, cái này làm mình rất là vui nha. Tự nhiên dám phải chiều một sấp mặt không kể, không kịp chạy. Ở trong trận đấu thực sự là có hai tình huống khá là hài hước rồi. Lần đầu đó là pha băng trụ của bạn Tunen, sau đó là pha dẫm phải cái chiều một của chiến binh thịt quái. Tự nhiên có hai mạng rất là thơ mọi người, nhược nhẹ lên cao vãi trưởng. Rồi, cấu gì ở mình à? Ở đấy mình đặt chiêu một thôi lỗi. Đặt chiêu một chuẩn xác là có thể cấu cho được nhiều máu hơn. Chính vậy mình mới rút ra sớm. Ây, ơi thôi. Còn chiêu cuối của Valet nữa chứ. Ây, thực sự là buồn quá anh em ơi. Hơi ẩu rồi. Trận đấu này là ID team bạn đang khá là xanh. Trong khi đó mình lại nhiều vàng nhất team. Thế mới buồn. À, con Hector này nó farm rất là nhanh anh em ơi. Đó, chính vậy anh em phải farm nhanh và đi hỗ trợ team. Mày đánh nhau một mít team bạn của A bị đánh sấp mặt. khi mà team có vị tướng Alice rồi thì mình sẽ không nên những món đồ khống chế làm chậm nhiều nữa. Tập trung vào những đồ mắc hồ chiêu và chút chống chịu đó là mặt nạ Blitz nhá. Combo Alistair có hai kiểu cho các bạn, đó là chiêu 1, chiêu 2, chiêu 3. Còn là các bạn có sử dụng combo đó là 3, 1, 2 thì có hai kiểu vậy thôi. Và thực sự đây là vị tướng dễ đánh, không hề khó đánh tí nào, bởi vì kỹ năng định hướng của nó là rất là ít, chỉ có chiêu 1 thôi mà đặt cũng rất là dễ. Đấy, chỉ cần tóm chiêu cuối, sau đó đặt chiêu 1 rồi đặt chiêu 2, rất đơn giản. Có một chút nhưng mà nhiều sát thương hơn, đó là 1, 2, 3. Đấy, ok. Các bạn thấy là dễ đánh không? Quá dễ đánh rồi. Con này ép tướng địch rất tốt với cái chiêu 1, chiêu 2. Các bạn cứ xả kỹ năng liên tục nha. Đó, tóm chiêu cuối đây. Chắc chắn chết. Đặt chiêu 1 này. Dám vào chiêu 1 chết sấp mặt anh em ơi. Thực sự trận đấu này thì mình khống chế kinh khủng quá từ Arum lẫn Alice và cả Alistair. Ba vị tướng phong cách pháp sư trợ thủ. Nếu cả Alistair và Arum tóm chiều cuối thì có lẽ là sấp mặt, không thể chạy nổi. Anh Yên kia làm gì vậy? Tóm chiều cuối này. Đó là chiều 1 này, chiều 2 này, ây chết luôn rồi. Tại sao lại có hai kiểu combo này anh em ơi? Đó là tùy vào khoảng cách. Nhiều khi là chúng ta tóm chiêu cuối thật là nhanh những vị tướng cơ động thì nó sẽ không thể chạy được. Nhiều khi là những vị tướng cơ động anh em đặt chiêu 1 nó rất là khó trúng này. Đấy, anh em phải tóm chiêu cuối trước. Đó, ok. Tóm chiêu cuối rồi có cả chiêu cuối của Adum thì chạy thế nào được. Ở đánh Alistair thì các bạn không nên quá tham nhiều đồ công quá nhá. Nhiều đồ công phép mà thuần phép nhiều quá. Và cái này thì rất là sai. Bởi vì Alistair là vị tướng kém cơ động, mất tốc biến là các bạn rất dễ bị bắt. Mà đam con này rất nhiều bởi vì có sát thương chuẩn rồi. Nên các bạn không cần nên kiểu là full đồ phép, không có tí máu đa, không có tí đồ thủ nào nha. Như vậy thì khá là nguy hiểm đấy. Rất may trong phiên bản này thì cái món đồ trượng băng lại có 850 máu đa, rất thích hợp cho Hector. Ok, trận đầu này. Ê, cái thanh niên vẫn quay lại giết được Alice cơ. Kinh thật. Mình tưởng hắn ta chạy mà không ngờ là quay lại chơi khô máu luôn. Đúng là cái bạn cần tôi đen này rất là hổ báo. Mình không ngờ cái sự hổ báo của bạn đấy đấy. Tưởng là bị bắt như vậy thì phải bỏ chạy chứ. Không ngờ quay lại đập sấp mặt Alice luôn. Rồi, tóm cái này. Điều này chắc chết rồi anh em ơi.
cá chắc tại sao có cả chiêu cuối của mình và chiêu cuối của Adum. Một chiêu, hai chiêu, chạy làm sao được. Ok, với con kinh công trên người thì thực sự là khả năng cấu rỉa của Ether là rất mạnh ở chiều 1.2. Các bạn trong lớp các bạn sẽ thấy mình cấu rỉa đội thối nào. Khả năng ép trụ cũng rất là tốt của Ether. Chiều 1 này, chiều 2, chiều 4 luôn. Và câu được chiều cuối của Void. Void hồi chiều rất là lâu nha, nhưng mình ăn Ether hồi chiều chỉ có 10 giây thôi. Đó, đặt chiều 1, chiều 2 rất là thốn, Violet không được thi đấu. Có chiều rồi, tất nhiên chúng ta phải đặt rồi. Thậm chí là Kred cũng tụt máu rất là thấm anh em ơi. Cũng gần chết luôn, không được thi đấu luôn. Thực ra cái mặt nạ Bedit nó rất là thích hợp cho vị tướng Aether. Và phiên bản sau mặt nạ Bedit nó thay đổi công thức nha. Rồi các bạn nào ra là ăn khống chế luôn này. Voi cũng tóm, con gì cũng tóm. Đó, áp sát mình đánh có mất máu nhiều đâu. Mình có mà dạ bên ít thôi. Ok, tốc biến này giết luôn. Như vậy thì trận đấu sẽ kết thúc đây anh em ơi. 10 thì quái cũng không đỡ được khi không có độ. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em một ứng dụng rất hay, ứng dụng có tên là Hubo, sẽ giúp các bạn tìm kiếm những người huấn luyện viên, bạn bè cùng chơi để chơi được cuộc bài tốt hơn. Và tất nhiên ứng dụng này sẽ tính phí nha anh em ơi. Ứng dụng chi tiết thì các bạn sẽ xem ở phần cuối video của mình. Hubo, huấn luyện viên eSport là một ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm những người đồng đội chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Cơ hội sát cánh cùng với những huấn luyện viên nổi tiếng và đẳng cấp, cũng như được liên tục cập nhật những kiến thức về game mọi lúc mọi nơi. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chần chừ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay thôi nào. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.